Xin chào các bạn, hôm nay Tường xin mượn lịch cùng với Sài Gòn Xanh. Tụi mình sẽ cùng nhau dọn sạch kênh rạch, bảo vệ môi trường. Các bạn hãy cùng đồng hành với tụi mình nhé. Yes. Thì chị rất là háo hức để mà mình có thể tham gia chiến dịch này. Khi mà nhìn thấy các bạn dọn trong các video của Sài Gòn Xanh thì cảm thấy là các bạn kiểu như là các bạn giống như những chiến binh vậy á, đi ra dọn rất là sạch sẽ, rất là gọn gàng để mà giúp bảo vệ môi trường. Thì hồi xưa sinh viên chị hay đi, nhưng mà gần đây đi làm thì khá là bận rộn, nên là đây là một cơ hội mà chị có thể thực hiện được việc bảo vệ môi trường này. Cảm thấy rất là sẵn sàng ha, mọi người hôm nay rất là nhiệt tình và họ rất là nỗ lực tình nguyện dành cả buổi sáng ngày hôm nay để họ dọn sạch con kênh, rất là ngưỡng mộ tinh thần mà vì môi trường của các bạn luôn á. Em thấy sao? Em cảm thấy rất là háo hức vì hôm nay em được tham gia tình nguyện để dọn dẹp con kênh này cùng với mọi người, cùng với học sinh của em cũng giống như là những bạn ở chương trình Sài Gòn Xanh ạ. Hello mọi người, tụi mình là học viên của Simple English. Là người lần đầu tiên trải nghiệm được những hoạt động cộng đồng này, mình cảm thấy là rất là vui và rất là hào hứng ạ. Cũng giống như các bạn thì mình là biết tới Sài Gòn Xanh từ rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới có dịp đồng hành với Sài Gòn Xanh tham gia một chương trình cộng đồng như thế này thì thật sự rất là hào hứng, và Simple English cũng rất là vinh dự được tham gia trong một cái hoạt động rất có ý nghĩa. Mọi người cùng theo chân tụi mình nhé. Mình tham gia mình được trang bị rất là kỹ các bạn, từ đầu đến chân luôn. Thì bây giờ mình có ủng nè, có bao tay ba lớp nè, còn đường xịt mũi nữa. Nên là các bạn khỏi lo nha, yên tâm. Rất là đã. Thì khi bước xuống thì rất là nhiều thể loại rác, nào là gối, mền, nệm, rồi chai nhựa, rất là nhiều thứ. Sình rất là sâu, sình sâu đến nửa bụng, rất là nặng, rất là khó di chuyển. Tuy nhiên là bên Sài Gòn Xanh thì trang bị cho mình rất là nhiều đồ bảo dụng, rất là tốt, an toàn. Thì mình cũng thấy rất là tự tin để mà xuống dọn rác. Cảm thấy hơi mệt nhưng mà không sao, cái mệt này là mệt vui các bạn. Lâu lâu mình ngoài cái việc mà đứng lớp rồi giảng dạy rồi giao tiếp với học trò thì lần này được trực tiếp đi dọn rác cũng với học trò luôn, làm cho mình cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Nếu mà lâu lâu bạn muốn kiểu giống như là thoát khỏi công việc văn phòng, bạn muốn làm gì có ích với môi trường thì bạn hãy nhớ đến Sài Gòn Xanh nè. Là cô trên 60, 65 tuổi nhưng mà cô có mặt hôm nay 65 tuổi thì làm gì? Cổ vũ, động viên, lo lắng, túc trực với các em để cho các em thấy rằng là cái làm sạch xanh lá phổi của thành phố không phải của một riêng ai. Vậy là sau 3 tiếng, Simple English đã cùng và Sài Gòn Xanh dọn sạch con kênh này rồi. Hy vọng sau buổi hôm nay, Simple English sẽ tạo động lực cho mọi người bảo vệ môi trường nhiều hơn nữa. Together, make the earth cleaner! Yeah!